Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề, đó là số khung hình trên dây 24, 60. Cho dù anh em quay phim bằng điện thoại, GoPro hay là bằng máy ảnh, thì chắc chắn rằng số khung hình trên dây chúng ta sẽ phải phân vân giữa 24 hay 60. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm lợi, điểm hại và tại sao lại chọn 24 hay tại sao chọn 60. Tượng trưng cho 24 với 60 thì anh em có phân biệt sự khác biệt không? Nếu mà ở chuyển động chậm như thế này á, thực ra là anh em sẽ rất là khó, hầu như là không phân biệt được sự khác biệt giữa 24 khung hình hay 60 khung hình. Nhưng mà nhanh lên một tí, ok, nhanh lên. Ok, bây giờ anh em đã thấy là nó có một sự khác biệt chút xíu chưa? 24 khung hình là trái nào anh em nhận ra chưa? Trái... thôi để qua tiếp rồi anh em xem nha. Rồi, nhanh hơn chút nữa. Ok. Rồi, bây giờ thì sự khác biệt nó đã rất là rõ rệt rồi đúng không? Chắc chắn là anh em sẽ biết được là trái nào mượt hơn, thì trái bên dưới nó là 60 khung hình trên dây thì nó sẽ cho cái chuyển động mượt hơn rất là nhiều. Cho nên nếu mà ai mà tranh cãi là kêu là khung hình nào mượt hơn á, thì nếu mà dừng lại ở cái việc so sánh mượt á, 60 là hơn rồi đúng không? Tuy nhiên là trong thực tế á, thì nó chưa dừng lại ở đó. Anh em sẽ thử đưa cái tay lên trên mắt nhìn và di chuyển hay là xem những cái chuyển động á, thì thường thì nó sẽ không nét mà nó sẽ có một cái độ mờ, độ nhòe nhất định. Thì người ta gọi cái độ mờ nhòe đó là blur motion, độ nhòe chuyển động hay là chuyển động nhòe á. Thì trong việc quay phim á, thì người ta có một cái thông số có thể điều chỉnh được cái độ nhòe đó, đó chính là cái shutter speed, tốc độ màn chập mở ra để đón nhận ánh sáng đi vào sensor ha. Cái shutter speed thì nó sẽ quyết định độ nhòe là nhòe nhiều hay nhòe ít. Và cái độ nhòe của mắt người của chúng ta á, thì nó sẽ rơi vào khoảng là 1/50 cho tới 1/200 trong cái khoảng đó. Đo như thế nào thì thực ra là cũng mình cũng chưa tìm ra cách đo. Tuy nhiên là trong điện ảnh thì có một cái công thức, đó là cái shutter speed sẽ luôn luôn bằng double của cái frame rate. Có nghĩa là nếu mà chúng ta quay 24 khung hình trên dây thì shutter speed sẽ là 1/48. Nếu mà quay ở 60 khung hình trên dây thì shutter speed sẽ là 1/120. Cái công thức mà nhân đôi frame rate để ra shutter speed này thì nó giống như là một cái tiêu chuẩn để mà có một cái film look, có nghĩa là cách nhìn về hình chuyển động hình ảnh nó có chất điện ảnh. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cái công thức này, mà đôi khi chúng ta sẽ phá vỡ cái công thức này ra. Và anh em nên tìm hiểu thêm cái công thức shutter degree, có nghĩa là nói chung là tìm hiểu thêm về cái từ khóa shutter degree ha. Và hai trường hợp chúng ta không dùng cái công thức này, đó là slow motion. Nếu mà những cái trường hợp slow motion ở 120 frame hay là 240 frame thì anh em hoàn toàn có thể là sử dụng cái shutter speed nó ngang với lại cái frame rate luôn. Ví dụ như slow 120 quay frame rate 120 vẫn ok, slow 240 quay 240, shutter speed 240 luôn vẫn ok nha, không có vấn đề cả. Hoặc là những trường hợp như chúng ta quay ở trong tối thì có những trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ hạ cái shutter xuống, ví dụ như quay 24 khung hình trên dây hạ xuống 1/24 giây luôn, để mà có lợi thêm được một stop ánh sáng thì nó sẽ cải thiện hơn khá là nhiều. Nên không phải lúc nào chúng ta cũng ứng dụng cái công thức nhân đôi frame rate này ha. Motion blur, ngoài cái việc là chuyển động nó nhòe đi để mà giống cái mắt người nhìn ở bên ngoài này, thì nó còn giúp cho chuyển động nó mượt hơn nữa. 24 khung hình thực chất là nó không mượt, nhưng mà nếu mà 24 khung hình mà có motion blur vô thì nó sẽ mượt. Tất nhiên nếu với những cái chuyển động mà nó chậm thì chậm á, thì 24 khung hình vẫn cho chuyển động mượt. Nhưng nếu chuyển động mà nhanh á, mà không có motion blur thì nó sẽ bị khá là giật, cho nên nó sẽ giúp cho chuyển động mượt hơn ha. Ok, 60 khung hình thì mượt hơn 24 khung hình, có blur motion thì đẹp hơn, mượt hơn là không có blur motion. Vậy thì 60 khung hình trên dây cộng với blur motion có phải là hơn hẳn so với là 24 khung hình cộng với blur motion không? Đúng rồi, chắc chắn nó hơn. Nhưng mà tại sao nền điện ảnh hay là tất cả các cái phim phổ biến họ vẫn chọn 24 khung hình trên dây? Thì có một vài lý do như thế này. Bạn thử tưởng tượng nếu bạn là một nhà làm phim mà tất cả các rạp chiếu phim trên thế giới hiện tại đang chỉ chiếu được 24 khung hình trên dây thôi. Chỉ chiếu được nha, vì giới hạn thiết bị cho nên chỉ chiếu được 24 khung hình trên dây thôi. Thì bạn sẽ chọn bao nhiêu khung hình trên dây? Tất nhiên là 24 thay vì 60 đúng không? Đúng rồi đó, hồi xưa khi mà thời kỳ bắt đầu á, khi mà người ta chiếu phim câm 22 cho tới 26 khung hình á, sau đó có âm thanh thì người ta bắt đầu chọn cái chuẩn đó là 24 khung hình trên dây. Và đó là cái mốc khởi đầu của những người bắt đầu. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là xa tới những cái người đi sau, cho nên 24 khung hình nó trở thành một cái chuẩn phổ biến trong điện ảnh. Cho nên như vậy đó, những người đầu tiên áp đặt nền móng cho những người đi sau. Tuy nhiên vẫn còn một lý do nữa, kể cả cái thời điểm hiện tại luôn,
thì 24 khung hình trên giây sẽ luôn luôn tiết kiệm hơn 60 khung hình trên giây. Tiết kiệm đầu tiên đó là 24 khung hình thì quay cho ra hình ảnh nét đẹp hơn. Bởi vì á, cùng một cái lượng dữ liệu, càng ít khung hình thì hình ảnh nó sẽ càng nét. Đúng không? Các bạn thường tưởng tượng là ví dụ mình có 100 MB cho một giây, mình chia 24 lần với chia 60 lần thì cái mỗi cái khung hình bên nào sẽ đẹp hơn đấy. Cái tiết kiệm thứ hai á là 24 khung hình quay thì sẽ sáng hơn là 60 khung hình. Nếu các bạn chiếu theo cái bảng Shutter DJ hồi nãy á, thì có phải là nếu mà quay ở 24 khung hình thì chúng ta có shutter speed chậm hơn, ánh sáng vào nhiều hơn và chúng ta có lợi hơn đâu đó trên một stop. Và đây cũng là lý do tại sao nếu mà các bạn để auto, quay phim auto thì các bạn chọn 24 khung hình luôn luôn sáng hơn là quay ở 60 khung hình ha. Rồi, thì tới đây thì anh em còn thắc mắc tại sao người ta hay chọn 24 khung hình nữa hay giờ không? Và anh em sẽ chọn cái chuẩn nào? Riêng mình thì mình chọn cái chuẩn là 60 khung hình trên giây. Tại vì 60 khung hình trên giây cho việc quay nhá. Còn dựng thì mình sẽ dựng trên 24 khung hình trên giây. Tức anh em cần phải phân biệt rất là rõ là frame rate quay và frame rate dựng chúng ta có thể khác nhau. Tại vì quay á là chúng ta sẽ chọn trên máy ảnh cái số khung hình mà chúng ta quay được. Còn dựng phim trên máy tính thì chúng ta chọn ở trong cái dự án mà chúng ta làm để mà khán giả xem bao nhiêu khung hình, nó khác ha. Các bạn có thể quay 24 khung hình, dựng 24 khung hình, các bạn có thể quay 60 khung hình, dựng 60 khung hình, cái đó bằng nhau thì nó rất là ok. Tuy nhiên, chúng ta có thể quay 60 khung hình và dựng 24 khung hình vẫn rất là ok, bởi vì là chúng ta dư khung hình để mình chiếu mà, cho nên lúc mà chiếu thì chúng ta chỉ cần lược bỏ đi là ok. Nhưng mà một vấn đề nếu bạn quay ở chế độ 24 khung hình mà dựng ở 60 khung hình thì nó mới là vấn đề, bởi vì lúc mà dựng lên thì nó sẽ thiếu khung hình thì nó mới là vấn đề ha. Và tại sao mình chọn 60 khung hình thì 60 khung hình thì sẽ mượt hơn 24 khung hình, và thêm nữa là 60 khung hình thì nó thiếu sáng. Nhưng mà mình sử dụng những con máy ví dụ như XT4 này thì nó xử lý ISO cao rất là tốt và nó không bị noi. Nếu mà có thiếu sáng thì mình bù bằng cách tăng ISO để mà tăng đủ sáng thì nó vẫn ok. Nên mình chọn quay ở 60 khung hình trên dây. Tuy nhiên mình cũng lưu ý với anh em là nếu mà quay 60 khung hình thì chắc chắn là sẽ nóng máy hơn, nó nhanh hết pin hơn là 24 khung hình ha. Nên anh em cứ xem xét mà lựa chọn. Còn việc dựng phim thì mình cho rằng 24 khung hình trên dây nó sẽ đáp ứng ổn. Về cái blur motion để mà mượt á, thì đối với mình nha, những cái dự án cá nhân nhỏ thì nó không yêu cầu quá cao về cái blur motion, cho nên mình bỏ qua phần blur motion và mình cứ chấp nhận là 60 khung hình trên dây có hoặc không có blur motion về dựng ở 24 khung hình. Đấy là cái sự chấp nhận đi của mình. Còn đối với những dự án thương mại quan trọng thì mình nghĩ là rất là cần thiết có blur motion, kể cả 60 hay là 24 khung hình trên dây ha. Và cái lý do lớn nhất để mà mình chọn 60 khung hình đó là nó có thể làm chậm slow motion được 40% và cho một cái hiệu quả rất là cinematic. Nếu mà lựa chọn giữa blur motion và cái slow motion thì mình sẽ chọn slow motion. Cực phê. Còn anh em thì sao, anh em còn thắc mắc gì thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Và đối với những anh em nào mà camera chỉ có 50 khung hình trên dây thì anh em chỉ cần vào trong hệ thống để chuyển qua NTSC là sẽ có 60 khung hình trên dây ha. Không biết có anh em nào thắc mắc là tại sao có những cái khung hình lẻ ví dụ như là 23.976 hay là 29.97 hay là 59.94. Có thắc mắc không? Nếu thắc mắc thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Có thể mình sẽ nói thêm một cái clip chi tiết sâu hơn về frame rate. Ok. Thôi chào mẹ.